Sau khi lãnh đạo Quảng Nam khẳng định sẽ là bóng đá nghiêm túc lâu dài, thay vì chỉ tìm đến ông như một phương án chữa cháy hòng trụ hạng V-League 2020, ông Công mới nhận lời. Bản thân ông cũng khẳng định mình bị hấp dẫn bởi kế hoạch và lộ trình của Quảng Nam, chứ không phải vì trận đấu trước mắt khi đội bóng đất Quảng hành quân ra gặp Thanh Hóa. Đội bóng mà ông Công vừa từ chức không lâu vì không tìm được tiếng nói chung trong công việc dẫn dắt câu lạc bộ với bầu đệ cũng như các thành viên trong ban lãnh đạo. Nói về màn tái ngộ đáng chú ý giữa huấn luyện viên Nguyễn Thành Công và bầu đệ, tân thuyền trưởng của câu lạc bộ Quảng Nam nói: "Tôi mong Quảng Nam thắng Thanh Hóa, nhưng không phải vì lý do kể trên. Tính cách của tôi là cái gì đã qua thì bỏ lại, không để trong đầu. Chắc chắn ở trận đấu tới, tôi không xen lẫn vấn đề cá nhân của mình ở trong đó. Với tôi, mối quan hệ có hai loại, hoặc là thân hoặc là xã giao. Tôi nghĩ quan hệ với bầu đệ là xã giao, bởi quãng thời gian làm việc giữa tôi và bầu đệ chưa lâu dài, chúng tôi chưa xây dựng được tình cảm khăng khít với nhau." Ông Công cũng cho biết, mục tiêu trụ hạng V-League của Quảng Nam có thể là khó khăn nhưng không phải là đã hết. "Tôi xác định 4 trận kế tiếp của đội bóng là hai giai đoạn mang tính nút thắt. Trước mắt, tôi sẽ tập trung cho hai trận đấu gặp Thanh Hóa và Dược Nam Hà Nam Định. Đó là hai trận đấu quan trọng mang tính sống còn với Quảng Nam. Với tôi ở thời điểm hiện tại, đội bóng cần trân trọng những cầu thủ đã khẳng định được đẳng cấp. Tôi cũng cần bản lĩnh của cầu thủ để giúp câu lạc bộ ở chặng đường tới đây. Khi tôi nhận lời Quảng Nam, điều tôi tin ở bản thân mình là sự tận tâm và tận lực. Tôi thấy có nhiều cầu thủ Quảng Nam với đẳng cấp và kinh nghiệm. Nếu phát huy tốt trong giai đoạn khó khăn này thì đội bóng sẽ thoát hiểm." Về phần mình, bầu đệ gián tiếp gửi chiến thư đến ông Công: "Chúng tôi mới được 16 điểm, đứng thứ 3 nhóm 6 đội. Tình hình vẫn còn căng lắm, chưa an toàn được, nên vẫn phải chiến từng trận một, không chủ quan bất kỳ trận đấu nào. Trận tiếp Quảng Nam sẽ cực kỳ căng thẳng vì ai cũng muốn thắng. Gặp lại thành công cũng bình thường thôi mà. Bóng đá là thế, tình cảm thì còn lưu giữ mãi trong lòng nhưng đã ra sân phải coi nhau là đối thủ. Bên Thanh Hóa cũng phải làm công tác tư tưởng cho cầu thủ mà bên Quảng Nam cũng thế. Câu lạc bộ Quảng Nam cần một chiến thắng trước câu lạc bộ Thanh Hóa để nuôi hy vọng trụ hạng. Trong khi đó, một điểm trở lên sẽ giúp Thanh Hóa tiến gần đến vùng an toàn của giải đấu." Bằng một tình yêu.